Cái ta là gì? Tìm khắp toàn thân cũng chẳng tìm được cái ta. Những bộ phận trên thân đều có tên của nó. Đầu có tên đầu, tay có tên tay, chân có tên chân. Mỗi bộ phận trên thân đều có tên của nó, tức là chẳng có tên cái ta. Bất quá nó chỉ là cái tên tổng quát của cái thân mà thôi. Tất nhiên tìm chẳng được cái ta tồn tại, lại hà tất phải chấp trước vào nó. Nếu chẳng chấp trước thì sẽ không có cái ta. Không có cái ta thì không có người, không có tác giả, không có hành giả. Không chấp vào tưởng cái ta, không chấp nghiệp của ta. Trong tự tánh không có phiền não, không có vô minh, nên không có tì vết, tất cả lỗi lầm đều chẳng có. Cho nên không có rạn nứt, cũng không có đắc được nhẫn nơi đây. Thân lợi ý ba nghiệp cũng không đến cũng không đi. Không có tinh tấn cũng không có dũng mãnh, tất cả đều ngừng lại. Kinh văn ở trên đều là nói về chữ chỉ. Ở dưới đây là giải thích về chữ quán. Bồ Tát dùng diệu quan sát trí để quan sát tất cả chúng sinh, quan sát tất cả các pháp, trong tâm chẳng có sự phân biệt. Một luật bình đẳng chẳng có chỗ trụ, do đó có câu, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Chẳng có gì gọi bờ này sinh tử, chẳng có gì gọi bờ kia niết bàn. Tánh bờ này bờ kia đều đã lìa khỏi, không chỗ đến, không chỗ đi. Có thể nói tận hư không các pháp giới, vô tại, vô bất tại. Thường dùng trí huệ tư duy như vậy, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 9, vì đã đến được nơi bờ kia tướng phân biệt. 10. Vì Đại Bồ Tát thấy được tất cả pháp từ duyên sinh khởi, nên thấy bổn tánh của pháp là thanh tịnh. Vì thấy pháp thanh tịnh, nên thấy cõi nước cũng thanh tịnh. Vì thấy cõi nước thanh tịnh, nên thấy hư không cũng thanh tịnh. Vì thấy hư không thanh tịnh, nên thấy pháp giới cũng thanh tịnh. Vì thấy pháp giới thanh tịnh, nên thấy trí huệ cũng thanh tịnh. Bởi quan hệ đó nên biết mình vốn là thanh tịnh. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 10. Vì tu hành tích tập tất cả căn lành mới thành tựu nhất thiết trí huệ. Phật tử, đó là 10 thứ trí huệ công cụ trợ đạo của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được trí huệ vi diệu thanh tịnh nơi tất cả các pháp của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ trí huệ công cụ trợ đạo của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được trí huệ vi diệu thanh tịnh nơi tất cả các pháp của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ minh túc. Những gì là 10? Đó là minh túc khéo phân biệt các pháp, minh túc chẳng chấp trước các pháp, minh túc lìa kiến điên đảo, minh túc trí huệ quang minh chiếu các căn, minh túc khéo phát khởi tránh tinh tấn, minh túc hay vào sâu chân đế trí, minh túc diệt phiền não nghiệp thành tiểu tận trí vô sanh trí, minh túc thiền nhãn trí khắp quán sát, minh túc túc trụ niệm biết thuở xưa thành tịnh, minh túc lậu tận thần thông trí đạt chúng sinh các lậu. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại quang minh vô thượng nơi tất cả Phật pháp của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ minh túc, tức cũng là minh hạnh túc, một trong 10 hiệu của Phật. Trí huệ cũng viên mãn, tu hành cũng viên mãn. Minh là ba minh, tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Hạnh là năm hạnh, tức là thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, anh nhi hạnh, bệnh hạnh. Ba minh thuộc về huệ, năm hạnh thuộc về phước. Đức Phật trải qua ba a tăng kỳ tu phước huệ, trí huệ lưỡng túc tôn. Những gì là 10 thứ minh túc? Đó là 1. Minh túc khéo phân biệt các pháp, thứ trí huệ này tu hành đã đến chỗ viên mãn. 2. Minh túc chẳng chấp trước các pháp, đối với các pháp chẳng chấp trước, chẳng thủ trước, tất cả đều chẳng có, thứ trí huệ này đã tu đến chỗ viên mãn. 3. Minh túc lìa khỏi kiến điên đảo. Một số phàm phu lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen, chẳng nhận thức lý lẽ rõ ràng, đó là thấy điên đảo. Tóm lại, thanh tịnh là phước, ai cũng chẳng chú ý nó, phiền não là họa, ai cũng hoàn hỷ nó, đó tức là thấy điên đảo. Bồ Tát đã tu hành viên mãn thứ trí huệ này. 4. Minh túc dùng trí huệ quang minh chiếu các căn, đã tu hành viên mãn thứ trí huệ này. 5. Minh túc khéo phát khởi tránh tinh tấn, thần cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn. Ngày cũng tinh tấn, đêm cũng tinh tấn, thứ trí huệ này cũng đã tu hành đến chỗ viên mãn. 6. Minh túc hay vào sâu chân đế trí. Chân đế tức là pháp xuất thế gian, tục đế tức là pháp thế gian. Chân đế là sự thấy lý tánh chân thật của thánh trí, tục đế là sự thấy sự tướng thế gian mê tình. Thứ trí huệ này tu hành đã đến chỗ viên mãn. 7. Minh túc diệt trừ tất cả phiền não nghiệp, thành tựu tận trí vô sanh trí. Phiền não có bao nhiêu
Nếu nói rộng thì có 84.000, nếu nói ít thì chỉ có một niệm vô minh. Nếu diệt hết một niệm vô minh thì phiền não tự nhiên sẽ chấm dứt. Do đó có câu, thanh tịnh là phước không ai hưởng, phiền não là tội ai cũng tham. Thành tựu tận trí, tức là trí huệ vô giáo. Thành tựu vô sanh trí, tức là trí huệ không chỗ nào sinh ra. Thứ trí huệ bình đẳng này rất là sáng đạt. Bồ Tát đã tu đến cảnh giới viên mãn. 8. Mình túc thiên nhãn trí khắp quan sát, có thể nhìn thấy được chư thiên chúng sinh ba cõi đang làm gì. Thứ trí huệ này đã tu đến chỗ viên mãn. 9. Mình túc trụ niệm, biết thuở xưa thanh tịnh, tức cũng là trí huệ túc mạng thông. Biết được khi nào đến thì thượng nguyện tái lai, biết được khi nào đi thì nhắm mắt mà đi. Biết được quá khứ vô lượng kiếp, biết được vị lai vô lượng kiếp, thông đạt vô ngại, thứ trí huệ này đã tu đến chỗ viên mãn.